Lẽ ra chị phải mừng chứ đúng không chị? Ô, chào bắp cải, trời ơi, tóc từng lớp từng lớp. Không chị, bắp cải là Minh Dự không, chị. Không, đó là bơ sơ cái gì, súp lơ khác, bắp cải khác nè. Chị nói đúng rồi, cái này bông cải, anh bắp cải, hai hay cái khác nha. Hay lắm Trấn Thành, hay lắm Trấn Thành. Nhưng mà ông chưa về đồ Trấn Thành được đâu. Chặt hết trơn. Chặt hết em, á. Em đâu dám nói chặt em luôn sao? Đâu có chặt đâu, mặt dễ thương, hết hồn. Có hết hồn thiệt, cái mặt nhìn chị là hết hồn. Tóc thì sao? Không nha, không nha, về chọn là mình phải đấu tranh rất là công bằng. Tranh có quyền, chị đại mà. Ờ, mình đẹp có quyền. Hay quá, về Trấn Thành luôn, hai cái súp lơ của tôi cho. Xin lỗi nha. Em không... Bà để thẳng luôn là tôi hát hay, thái độ tôi vậy mà thật sự người này hát hay tin không? Đây là một trường hợp có thể là biên tập cho lòi hết ra luôn. Ta thách thức mình á. Thách thức mình để đánh lạc hướng mình. Khả khen cho biên tập dám qua mà tại sao mà dám đeo cái mặt nạ, nhiều khi là hiện tượng trên mạng nữa, đúng không? Đúng rồi. Ê, nó nghe nè, dạo này hình như Nguyên nó có thay đổi chàng gì đó phải không? Chanh, mất đương trai rồi. Giờ có được đương gái được chị rồi. Mất có đương gái. Trời ơi, Quy ơi. Trời ơi. Sao vậy chị? Sao vậy chị? Chanh vừa ra gặp Quy hoang mang luôn. Có mặt chỉ chọc vậy. Sao vậy chị? Ai ghẹo chị? Giới tính bây giờ lẫn lộn hen. Gái thì đi ra men thì men, trai đi qua dẹo 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 dẹo. Má không có má con dễ này hết á. Tự nhiên đó con trai và con gái hết rồi. Đừng có sỉ nhục tuổi tác trên chương trình này. Không có chị, lẽ ra chị phải mừng chứ đúng không chị? Ô, chào bắp cải, trời ơi, tóc từng lớp từng lớp. Không chị, bắp cải là Minh Dự chị. Không, đó là bơ sơ cái gì, súp lơ khác, bắp cải khác nè. Chị nói đúng rồi, cái này bông cải, ăn bắp cải, hai cái khác lắm, nha. Hay lắm Trấn Thành, hay lắm. Ờ. Nhưng mà ông chưa về đồ Trấn Thành được đâu. Chặt hết trơn. Chặt em, hết em, đâu dám nói chặt em luôn sao? Đâu có chặt đâu, mặt dễ thương, hết hồn. Có hết hồn thiệt, cái mặt nhìn chị là hết hồn. Tóc thì sao? Không nha, không nha, về chọn là mình phải đấu tranh rất là công bằng. Tranh có quyền, chị đại mà. Ờ, mình đẹp có quyền. Hay quá, về Trấn Thành luôn, hai cái súp lơ của tôi cho. Xin lỗi nha. Em không còn sự lựa chọn, về với Trường Giang đi. Đây, đây. Về Trấn Thành. Đây nè. Em về em sửa hết cho. Các bạn ơi, tụi tôi dính líu với nhau. Đây, nhìn, đây, rất đây đó. Các xin của tôi là vô à, đừng đùa. Này, này, đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đùa bình an, em, bình an. Màu không công nhận cái vườn cam nó nhất quốc. Cái màu chổi ơi là chổi. Giang, Giang, đứng yên đi. Này, Giang, 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 làm đứng yên coi. Sao nè, nè, nhìn nè. Y như hai vợ chồng quán gia thời điện qua sửa. Đây, đây, đây. Có tay cái gì? Cái đó mà hát hả? Cái đó người ta kêu là gái. Thưa tất cả khán giả, em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em. Ánh mắt nhà nghề ghê không? Trời ơi, không thấy ánh mắt ba gai lắm luôn đó. Cái thái độ đó một lát mà hát dở, trời đó cô, nó đã lắm. Cái ban biên tập sẽ tua là cái đoạn đây là ánh mắt nhà nghề. em sẽ quay lại lợi hại hơn xưa. Ủa có luôn anh? Có luôn. Tôi mới nói anh chị là Điền Quân mới tuyển về một biên tập nào đó tôi chưa biết. Mà cái quyền lực của bà giống như Thanos và thao túng vũ trụ. Nên bà dàn dựng đủ cái chuyện trên cõi đời này. Cái mùa này bây giờ Chanh coi đi, nó không còn như ba mùa trước nữa. Nó bệnh hoạn lắm. Trời ơi, nó ra, nó ra, lắm rồi đó. Nó ra như cái tình huống dễ sợ lắm. Bây giờ cái cô này nè, mình nhìn đi. Trong clip nhìn có vẻ thư sinh đúng không? Sinh viên mới ra trường rồi đi bán kiếm thêm. Đúng rồi. Nhưng dòm, dòm thái độ chị Bảy. Chị Bảy thái độ rất là thái độ. Ok, có nghĩa là cô này nhiều khi cái sắc thái trong cổ rất là biến chuyển. Tại vì thấy mình khi cô nói chuyện rất là lanh. Vậy thì cô này đang là 50-50 chứ không phải giỡn. Tại vì mình khoan vội khẳng định đây là trường hợp rất đặc biệt. Sai một ly đi một dặm. Em ơi, mới có người đầu tiên thôi mà em làm cái bộ khách mời mình rét hết trơn trời á. Quá anh chơi game anh căng quá anh Thành ơi. Thiệt. Ờ, phải căng thôi. Phải căng chứ. Bên này là đội căng. Chanh thấy sao? Chanh thấy sao? Thái độ rất căng. Đúng. Dáng đứng căng. Đúng. Đảm bảo hát căng luôn. Đúng. Cho ta cảm giác bả là vô hại. Nhưng bả hát là dạng diva. Trời ơi, đừng giỡn nha. Minh Dự thấy sao em? Em thấy như anh Thành cái gì Chanh nói là đúng đó. Xem dễ dãi vậy. Ba đứa mình không gia đình mình hòa thuận đúng không? Chứ không như mấy cái bên kia số bồ. Rồi, cảm ơn mọi người. Nó hát nó lên cao là nó miết cái miệng nó ra. Còn bé này nó hát là
đưa. Anh Minh Dũng. Phải mày không? Anh Sơn Kỳ. Phải mày không? Ai hát như kỳ cục quá. Thấy sao chị Chanh? À, đây á là một cái đối tượng làm màu. Đúng rồi. Làm màu. Tôi đồng ý. Thấy ghê lắm. Ghi vô tôi là người hát hay. Cái kiểu giống như là mình nói là ghi vậy để mình ghét. Mình nói là hát không hay. Nhưng thật ra nó là không hay thiệt. Nhưng mà thật sự ra bà biên tập này rất là ghê. Bà để thẳng luôn là tôi hát hay, thái độ tôi vậy. Mà thật sự người này hát hay tin đó. Không? Đây là một trường hợp có thể là biên tập cho lòi hết ra luôn. Ta thách thức mình á. Thách thức mình để đánh lạc hướng mình. Khả khen cho biên tập dám qua. Mà tại sao mà dám đeo cái mặt nạ? Nhiều khi là hiện tượng trên mạng nữa. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ từ nay thay vì chúng ta gọi là biên tập sẽ gọi là bà Ngân. Bà Ngân. Bà Ngân có quyền lực, có khủng khiếp lắm. Chị Chanh thấy bà chiêu trò kìa không? Đó. Quá chiêu trò. Đây là một trong những cái cô gái có nhan sắc phải nói là đẹp. Mang mòi ạ. Rồi có cái tài năng là Photoshop. Cho nên Phương Thanh nghĩ là nếu mà có những cái clip mà hát được trên mạng á là đã chỉnh giọng hết rồi, nhưng mà chưa chắc ở ngoài hát đã nghe được. Đúng không Thành? Hồi nãy cái gương mặt hát là mặt phân tâm, bị chi phối mà, bị tao hăm dọa mà. Ca mà hay cái khỏi lãnh lương liền. Ơ dạ. Mặt lo sợ. Tại sao bác ca giỡn? Bởi vì bị bắt ép. Bị Ngân. Chính xác. Lại bị bà Ngân. Thì em nói đây hát hay mà mọi người. Hát hay. Mày vô tri vậy. Xem cáo trở quá Huy. Huy chỉ thích gái đẹp thôi. Mà đẹp rồi có dở cũng thành hay. Đúng. Okay. Má nói như vậy thì nhưng má... rồi. Nhưng rồi người ta cũng cất bước ra đi. Tiếp tục chương trình. Bạn số 5. Chương trước chương sau. Trời ơi. Em làm giống hơn bên đây luôn á. Thì đó. Ý em là vậy đó. Trời ơi, gì vậy Quý? Ê, nó nghe nè, dạo này hình như Quý nó có thay đổi chanh gì đó phải không? Chanh, mất đương trai rồi. Giờ có được đương gái được chị. Mất đương gái. Mình nói đi nói thiệt đây nè. Cái cô này á, thấy nãy cái một cái nốt nhẹ nó vô á. Rồi cứ cùng đồng lòng là hát hay đúng không? Ok ok. Vô cái Dự ơi Dự. Em về giống anh chị đó. Thôi về nhà cái đi Dự. Dương Lâm. Người ta hát kêu kẹo kéo là người ta hát ban đêm à. Nhưng anh này hát ban ngày. Là có một sự sắp đặt, một sự dàn dựng trong đây. Đúng không anh? Anh ơi, anh ơi. Ai cũng biết dàn dựng hết em. Đơn giản là bên chương trình không có kinh phí để quay đêm đó anh. Quay ban ngày đó nè. Quay ban đêm mới tốn thêm tiền đặt đèn. Quan trọng là sau cái sự dàn dựng đó, cái gì, kết luận được cái gì? Thấy chưa? Hát hay. Khoan. Em thấy cái não nó hơi xúc nè, gắn vô. Chết nhà. Phân tích quá rớt cái não ra. Trời ơi. Anh chương trình ở trên tháo đi, nó bị nóng quá. Trời ơi. Giày cho nó dễ thoáng hơn. Để vậy cho nó đẹp đi. Giày cũng đâu có xấu đâu. Giày nãy giờ nó bị bí đầu, em bí não nó nghĩ nổi vậy. Nó bít cái đầu em rồi làm sao mà nghĩ được gì? Hoạt động được luôn. Rồi, bây giờ là tháo rồi đó. Tháo rồi đó. À, giờ tháo ra mới nói nhảm hơn nè. Em áp lực quá. Anh Giang cứu đi. Tức là cái niềm tin ở Lâm rằng cậu này hát hay là không có, bởi vì sao? Hoàn hảo quá. Đúng như mình vừa nói. Đợt đêm là không quay được, bị tốn tiền dữ lắm. Cho trời nên ơi, nó xạo sự nó đúng. Cậu này vẫn giờ là hát hay đó. Em nghĩ vậy. Sao tôi ghét cái con nhỏ đeo bùa bình an ghê vậy đó. Cái con này nó có chính kiến rồi đâu. Bởi vậy bây giờ mới bớt hát đó. Anh nhé.